Kayo bị tát giò trong cái nhà vệ sinh, chảy máu rất là nhiều và ngày hôm nay là vẫn còn rất là đau. Mà thường Kayo là một người lúc nào cũng đi là mang theo một đống đồ, nhưng mà không biết duy nhất hôm qua là Kayo lại không mang mà bị thương và không ai thương. Thấy bụng quá. Nhìn qua, nè, anh nhìn cậu. Cái câu gì? Chú đang ngồi đấy nha. Và ngày hôm nay trong chương trình Hành Trình Văn Hóa Việt, hai cô gái trẻ của Kayo Yop và Hiền Trinh để khám phá một nét đẹp văn hóa đậm chất của miền Tây Nam Bộ. Đó chính là đờn ca tài tử, được UNESCO công nhận là một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2013 nhé. Với lối sống cần cù, phóng khoáng, cởi mở mà vô cùng nghĩa hiệp và... Nghĩa hiệp là cái gì? Ngăn thường.